haben. Hôm nay thì chúng tôi rất là mừng này, mang thêm hai người bạn nữa đến với trường Lục Nam. Một người bạn thì các bạn đã biết rồi, đó là ông Camun. Người bạn thứ hai là ông Rudo Lüben. Ja, guten Tag, meine Lieben. Schönen Wunder und herzlichen Dank für die sehr, sehr nette Einladung für den fantastischen, schönen Empfang. Các cháu học sinh thân mến, tôi rất là cảm ơn các cháu đã đón chúng tôi rất là nồng nhiệt. Ich habe mich so gefreut, dass der Tourrektor oder Tourrektor heute erklärt hat, dass wir auch mit den neuen Bedingungen sehr fleißig sein, gut lernen und damit auch gute Chancen für euer Leben haben. Tôi rất là mừng là lúc nãy thầy hiệu trưởng đã báo cáo rằng là các em sau khi đã được cái trường được tài trợ với cái bàn ghế mới thì các em đã cố gắng học tập hơn để mà đạt được cái kết quả tốt, và qua đó thì các em có các cái điều kiện về sau này để phát triển cho tương lai của mình tốt hơn. Ich weiß, dass es sehr langweilig ist, da zu sitzen und die älteren Herren sprechen hier zu euch. Das wird dann auf die Dauer langweilig. Wir müssen freundlich gucken und winken. Deswegen mache ich ganz kurz. Tôi cũng biết là các cháu thể nào cũng nghĩ rằng là ôi ngồi đây nghe tôi nói một cái ông già này nói quá là khó chịu, buồn lắm, tẻ lắm. Nhưng mà chính vì vậy nên tôi sẽ nói rất là nhanh thôi, không nói lâu đâu. Điểm thứ nhất. Man hört immer, dass die Gemeinde, die Region, die Provinz nicht sehr reich ist. Chúng tôi được biết rằng là lúc nào các tỉnh, các huyện thì cũng nói rằng là họ rất là nghèo, họ không có đủ tiền. Lúc nào tiền thì cũng rất là hạn hẹp. Denkt dran, für euer Leben ist nicht wichtig, was ihr in der Tasche habt, im Portemonnaie, sondern im Kopf. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất, các em phải luôn luôn nghĩ rằng là không phải các em được nghĩ rằng là mình có bao nhiêu tiền trong túi, mà cái quan trọng hơn tức là các em có cái gì trong đầu. Wenn man fleißig ist und gut lernt, wird man auch ein gutes Leben haben. Nếu mà các em học tập chăm chỉ, ngày nào cũng rèn luyện thì chắc chắn là cái cuộc sống của các em về sau, tương lai của các em sẽ tốt hơn. Cái điều mà các em luôn nhớ rằng là tiền không phải là tất cả. Und denkt mal an eure Eltern, an eure Großväter. Die haben in Vietnam als kleines Land Großartiges geleistet. In Iskar besiegt, die Franzosen besiegt, die Amerikaner besiegt. Und jetzt sind sie in einem wirtschaftlichen Aufschwung. Das ist für euch Umverpflichtung zu sagen, wir wollen arm, wir wollen kreativ sein, wir wollen besser sein, wie die anderen Länder. Em phải nghĩ đến đời ông bà mình cũng đã rất là vất vả để mà đạt được cái cuộc sống bây giờ. Với cái sự kinh tế phát triển của Việt Nam bây giờ thì chắc chắn trong tương lai của các em càng ngày càng sẽ tốt hơn. Früher war man stark mit Köpfen, mit Waffen, heute kommt man an, kämpfen mit Gehirn, mit Computer, mit Wissen. Ngày xưa thì chúng ta làm việc chân tay, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa, mà cái quan trọng là các em có cái gì trong đầu. Các em đấu tranh bằng những cái kiến thức, những cái tri thức mà các em có trong đầu. Cái điểm cuối cùng mà tôi muốn trao đổi. Cô Thúy thì cô ấy là sếp của tôi, cô sẽ bảo là sẽ hỗ trợ trường này như thế nào? Ở Việt Nam, ở Đức thì cũng không khác gì ở Việt Nam cả. Đàn ông thì lúc nào cũng bảo họ là thủ trưởng, nhưng mà thực ra người có quyền bao giờ cũng là người đàn bà. Zugestimmt hat, dass sie nachher zusammen mit dem Schulrektor und mit jedem Klassensprecher aus einer Klasse festlegen,
Was hättet ihr noch gerne, was könnt ihr in der Schule noch gut gebrauchen? Und das werden wir euch dann nachher auch von mir entscheiden. Tun das nachher die Klassensprecher. Frau Toll, der Botschafter, ich und der Schulrektor sitzen nur still daneben und hören uns das an. Chúng tôi đã thống nhất thế này, ông Đại sứ Đức, tôi và cô Thúy cũng như là hiệu trưởng của nhà trường cùng tất cả các lớp trưởng của mỗi lớp sẽ sau đây sẽ gặp nhau để làm việc. Và trong cái buổi làm việc đó thì tất cả các lớp trưởng có quyền đưa ra cái yêu cầu của mình là trường mình cần cái gì để mà chúng tôi sẽ duyệt cái hỗ trợ tiếp theo. Alles Gute, Gesundheit, viel Spaß und nochmal vielen Dank für den tollen Empfang. Tôi xin chúc các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể học sinh một năm mới có nhiều sức khỏe. Chúc các em là đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.